Nhiều cổ động viên Brazil bị lừa bởi Neymar giả mạo. Rất đông cổ động viên đã bị lừa khi nghĩ rằng họ đã đến gần và chụp ảnh với Neymar tại sân vận động. 974 trong cuộc đụng độ World Cup 2022 giữa tuyển Brazil và Thụy Sĩ. Một người đàn ông có nét giống hệt Neymar Jiza nằm trong số hàng ngàn cổ động viên đã đến xem trận đấu tại sân vận động. Vị này mặc áo thi đấu của đội tuyển Brazil và đội mũ lưỡi chai màu trắng khiến một bộ phận người hâm mộ nghĩ rằng anh ta chính là Neymar. Đông đảo khán giả chen chúc nhau để được chụp ảnh tự sướng với Neymar giả. Sau đó, mọi người mới vỡ lẽ khi Neymar thực sự thậm chí không có mặt trong sân vận động trong cuộc chạm trán này vì anh đang bị chấn thương. Người giống Neymar đã thực sự gây xôn xao trên một góc khán đài bởi ai cũng nghĩ Neymar không có mặt trong đội hình Brazil và không có tên trong danh sách thi đấu sẽ xuất hiện ở đây. Cầu thủ đang khoác áo Paris Saint-Germain bị đau mắt cá chân phải nghỉ dài ở World Cup. Theo Daily Mail, Neymar giả đã bị camera ghi lại trong giờ nghỉ giải lao của trận đấu. Cũng có những người hâm mộ tinh mắt bên trong sân vận động đã nhanh chóng phát hiện ra bản sao của Neymar. Thậm chí anh ta dường như còn được hộ tống bởi các nhân viên an ninh trong bộ quần áo và dây buộc màu vàng. Tình huống thú vị này khiến nhiều người tin chắc rằng họ đã tiếp cận thần tượng và tranh nhau lấy điện thoại chụp ảnh tự sướng với người đàn ông trung niên. Thật đáng kinh ngạc. Không chỉ những người hâm mộ nghĩ rằng người đàn ông đó là Neymar thực sự mà các phóng viên ảnh cũng bị bắt quả tang khi cố gắng chụp những bức ảnh của anh ấy cùng chú thích là Neymar, cầu thủ bóng đá người Brazil. Vui hơn nữa là người đóng giả Neymar không lên tiếng biện minh gì. Mãi sau này nhiều người mới hồi tỉnh về việc Neymar thật không ở trong sân vận động khi anh đang trong quá trình hồi phục sau một chấn thương khó chịu. Tuy nhiên, ai cũng cảm thấy thích thú sau khi chụp ảnh với Neymar giả không khác gì siêu sao người Brazil. Chân sút khoác áo PSG không may bị chấn thương trong trận mở màn World Cup của tuyển Brazil thắng nhẹ Serbia 2-0. Cầu thủ 30 tuổi được cho là sẽ không thể sung sức cho đến sau vòng bảng. Vì thế, anh không được kỳ vọng sẽ đóng bất kỳ vai trò nào cho Brazil khi họ đấu với Cameroon trong trận đấu cuối cùng của bảng G. Vũ điệu Samba dù khuyết Neymar nhưng vẫn có chiến thắng thứ hai trước tuyển Thụy Sĩ 1-0 với pha lập công duy nhất của Casemiro. Ngôi sao số 1 của Brazil đã không tiếc lời ca ngợi tiền vệ của Man United sau cú chém bóng tuyệt vời vào lưới đối phương khi thời gian của trận đấu sắp hết. Casemiro đã lên tiếng trong thời điểm cần thiết nhất của Brazil để ghi một bàn thắng quyết định trong cuộc đụng độ rạng sáng 29/11. Bàn thắng đã giúp đội bóng từng 5 lần vô địch World Cup có một suất vào vòng 16 đội trong phiên bản 2022 của giải đấu toàn cầu. Tiền vệ của Manchester United có một khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ khiến đội bóng Thụy Sĩ cứng đầu phải câm lặng với cú sút thần sầu trên vận động 974. Pha dứt điểm đẹp mắt của cựu cầu thủ Real Madrid đã khiến anh được người hâm mộ khen ngợi. Riêng Neymar đã thốt lên, Casemiro là tiền vệ hay nhất thế giới trong một thời gian dài.